Chào mừng anh em đến tới Ba Quy Shop chân quê Mebiza. Hôm nay giới thiệu với anh em trận đấu của Lão Thọ và Hữu Nhân, kèo đồng 100 điểm. Trận đấu này được quay tại quán cà phê Bia của chú Vũ. Mời anh em theo dõi trận đấu. Một. À, đội đen đấu với đội trắng trời. À, đâu ra được cặp này vậy? Đen đấu đội trắng nha. Đội đen này của đội trắng một tí. Đội trắng. Nói gì đừng giỡn nha, ông ngọt quá, ông giỡn nha, à, thiệt à. Giỡn nghe. Mềm thì anh đợi xíu đi, ngà ô vô đây. Đó. Đâu à, mày ăn được không mày biết đóng rồi. Ai mới được trời, trong khi ông Bích Thu anh họ, Bích Năng anh nó nát vậy đó, tin không? Bảy nó xem thiếu cả giờ hay đổ vô đúng bây giờ hay thiếu xem thiếu tám rồi luôn lắc à lắc à lắc à lắc kỳ lắm hết đi chứ. Nào quay lại anh quay. Lấy cái gì lấy cái gì? Nó nghèo hả? 12 13 14 lố nó nghe đó nãy đi một giờ đi qua lố hai điểm mà nó nghe lố rồi đó sai 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 từng mm đó 15 16 trời trời nó ba chúng cuốn hoài luôn vậy nóng lạnh như ta 17 đá chung cái được không? Thôi à. 19, rồi sập luôn. 19, 19. Sập luôn. Anh lên quýnh em dạng cơm anh lên đè ba vô đi 20 điểm quýnh gì nữa 19 cái hả à, bị vô dư luôn ê trời tức em anh tí dù gà kéo dư một hãy ra tí con dạ lọt luôn rồi thì con bóng lọt luôn chút nữa mới ngon ừ một cái có điểm đẹp đây tụt tụt miếng một trời nói gì ba băng á một rồi quá ngay
Trời ơi, vì gì mà không đá hả? Nhẹ luôn rồi. Và nãy nó quấn gì đạn nên thấy quá ta. Tui lắm mấy ngày nha. Ngầm. Không. Ấy. Ấm. Nói gì sơn móng? Chín. Một rồi ngay luôn liếc vô bằng chứng quần gửi được không? Ê, giảm nha, giảm cho bà con còn thiếu rồi nhẹ quá bị quýnh ẩu quá quýnh mỏng được quýnh bị đậu thiệt ổn 11 nữa phải không? Dạ, sân bóng vô được á. Ừ, mà quýnh gì ẩu, ổn. Vì mà sân bóng không được gì đâu trời. Kéo một cái. Kéo qua lại cái gì? Giờ nó đá không chúng. Đá hơn chúng, sợ đá giặt cái này thôi, hệ đúng không? Đá hơn. Nó ngon lành vô trời. Đợi ghét ngon hay không? Đợi ghét ngon hay không? Bà. Sao cái đường ghét đó nhẹ hơn thật? Nó không gom mà nó khó cầm. Kéo này nó xịn. Thôi ơi ổn. Ổn bị gì vậy? Một. Thôi hả? Trời ơi. Quá thôi. Không đá đường này, không đá đường kia. Ai? Ê! Thiếu luôn rồi trời. Má ra hay gì chút mà thiếu ra. Em mong gửi luôn đi. Ủa hai chứ lộn. Bảy.
chính. Trời ơi. Nó về không nổi luôn. À tiếp luôn. Chín nữa. Ác bì dữ rồi. Nó trắng dịu về cũng không nổi. Ác bì gì? Chút nữa ở. Trời ơi. Hai tiếp. Quá mềm. Rồi số gì? 2 với 1 là 3. À, thức ngắm rồi bị hư hoài không chỉnh được tức chứ. 4. Đừng ra, đang khổ đó. 30 hả? Ghê hả? Ôi ngang luôn rồi. Trời ơi đúng này. Rồi giờ dở 4 nữa 16. Hết mình luôn ha chứ bạn. Trời ơi. Mau gửi đi. Ở gần tí đi. Rồi vậy ra thiếu rồi. Đúng nhầm trái không thấy tôi tưởng ta. Này. Trời ơi. Tôi cũng đâu có gì đâu ạ. À. Quá trời ghiền bi luôn. Bây giờ lòng hả chú Thành? Quá giờ hát rồi đẹp nhiều lọc vậy. Giờ hát lọt rồi chịu, giá gom nhẹ lực. Quế tôi đó nha. Một. Trời ơi. Gì vậy? Em một gắn đi. Dư rồi.
một tiếp luôn. Vô dày quá. Rồi. Thì anh học chơi. Một tiếp luôn. Hai trái. Lọt à, dập hơi quá nổ quýnh một băng một rồi nổ nổ hơi thêm một tiếng luôn ở gần tí con bị quýnh gì nổ luôn trời chua gì cũng làm hai cơ cái đi luôn á ra mỏng trần chăm gửi bảo trọng nhé vô rồi 150 thay bảo trọng nhé. 1 1 2. Lâu quá cho tiền hả? Và đã nói lâu quá tao cho tiền chứ Thành ơi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Gọi cái này không cắn. Nếu mà chơi tính ra chơi giờ mà đi chơi tháng á chắc tháng thì nhà tiền không có bốn lần quá. Nếu mà thêm tính tháng á. Đá lại chúng luôn. Thì về nhầm bữa 150 đi tuốt còn bữa ở lại nhé. Không đổ chú Thành vô này thì đưa vô thì 50 thì quýnh không ăn thì và không đi cơ thì chết chứ làm chứ. Chắc bệnh chứ vàng lại quá. Thâm thẩm chiều trôi hả? Ngồi một tiếp nữa nha. Trời ơi chúng sao chúng mà cái mặt đẹp nhất luôn mới chịu chứ không này móc mà chúng cái mặt đẹp nhất luôn mới chịu à. Rồi nữa rồi. 8 điểm. 24. Này. Ba bốn chục. Ủa rồi. Chúng luôn kìa. Trời ơi, trời tắc cơ chúng măng kỳ trời. Sao mới vô tắc cơ rồi vậy? Chăng cái đầu tạng không vậy? Một. Chưa chắc à. Có tay không? Có tay không? Trời ơi trời. Phải vinh cơ 50 coi chú Thành cũng mệt mỏi rồi là thấy xác đít nữa rồi. Hiểu luôn. 50 coi không cần nhiều. Đái rồi chết luôn. Ừ. Em một quán đi. Một. Trời ơi, tự mình làm khó mình luôn. Hứng vậy? Tiếu tôi đó nghe. Ba. Đó. Dạ. Muốn gì trời? Bị cái bên cho thiếu luôn. Tại gì vậy? Mới sao cái đầu cơ này hai mét. 43.
Một với một là hai nghe anh Thọ. Ừ. Và bây giờ cái bị lạ quá. 12 hả? Đó, 12 đậu vô kênh rồi đó. Bốn. Từ từ. Năm. Tao mát cái chú nó kìa chú. Dù gà muốn quýnh băng chơi vậy. Lọn. Sáu. Xui lắm á nha. Vô gà. Vô gà, vô gà, vô gà. Mình đã lấy. Bảy. Trắng nó chạy qua tới vừa đủ không con? Rồi, đúng cái bàn luôn, có đúng cái chỗ luôn. Quýnh sao mà nó chạy ra cái đá lại cái quýnh sao chạy ra đá lại cái ác luôn chứ. Mười hai. Dạ thấy chú cầm. Ô ở chú mày. Mười ba. Mười ba mới 24 mà. Trời ơi trời ơi anh dở trời. 13 nữa. Chúng mẹ đi chỉnh cho gom. 13 nữa là 37. Hả? Đâu canh gì vậy? Đâu chúng vừa thì giặt rõ lên này. Chúc mặt tôi giặt đó luôn. Tôi lại sớm lên vậy. Bạn gì? Bạn gì nói đi. Xin lỗi cơ hội tết. Dư không anh Thọ? Trời ơi chạy ra thấy ốc dư không có chạy. Yêu. Này nó buông lòng, dở quá ta. Rồi nghịch luôn rồi. Trời đẩy ba bắn ngon ghê. Xém nó thành sổ chúng luôn. Dạ ba bắn ngon ghê trời. Ừ. Nằm ngay nút không được hụt không. Góc là góc lọt cũng xui chứ bây giờ không thấy cái nào. Xui lắm mấy ngày á. Xui là có thiệt. Đôn vô băng bi. Dạ băng bi sao được anh mà. Dạ nó đôn vô mít bằng trên thôi chứ băng bi vậy. Mít gấp bằng. Dạ. Vâng đỡ được. Qua thua. Qua uống tà ba luôn. Con với Hoàng với
cứ đồng cứu không? Trời ơi, dữ luôn trời. Dạ, yeah, bao ngon rồi. Cứu mẹ không được, em đâu có thể lấy đường nào qua đây đâu. Không. Sao anh thỏa cho anh chơi cái đỏ còn nằm đó ta? Góc hơi vô xíu mà. Chúc luôn đi, chúc. Quá nhẹ à. Nhẹ quá tạt phơi không? Nằm trên. Mấy bạn hiểu rồi, đổi lại. Khó quá. Khó quá. Rồi. Tới nữa rồi kìa. Ở đây tôi ráng giúp con dế bốn cửa luôn. Và ông đừng quýnh với nó cho nó buồn nó kiếm ai giờ cám gì quýnh như gác nhiều tính nhiều như hôm qua đó hay gác không không bốn chục rồi chấp lại 30 7 ăn mà tài chọt mắt mắt cái khỉ bị kéo trắng gồm cái gì vậy bi hình bi đấu gồm thôi thôi cơ hội quýnh giờ hủ tập kéo mấy đó không chịu kéo 10 điểm cho tôi gỡ nợ lại mới ăn được quá nữa rồi tét cơ nữa rồi không mới ăn được quá chứ ồ nhắm vỗ thấy bị ngon tét cơ nàng cho 20 qua quýnh tôi xin đồ cổ cho nó vô nhảy nó quýnh họ quýnh để được là nhiều nó quýnh được hôm nữa phải rồi hụt chết thì chúng chết thôi gom mà anh chạy đạn không mà chạy cái đó để giữa đừng đâu quýnh đá bóc rồi không đá mới ngon á những cái ngon như lọ đá rồi kìa bị đá đậu đã cà chua luôn rồi gì mà chua giống tao rồi quýnh nhẹ nhẹ cái nổ thiếu xỉu cái xỉu dạ giờ thấy hiểu dễ chúng ha chúng vậy quýnh nổ nhẹ nhẹ chút xíu em mọc gãy luôn đi dư không đi mới mà trời trời ơi trời chết tôi luôn học tiếp luôn à, bị mới quýnh sao mà không dơm luôn à, bị hên lại đó quýnh vậy bắt nghịch luôn một với một là hai đá nhẹ cái ừ ba nói ra ngoài vậy má có tài quốc trắng luôn chứ chúng thì ngon ngầm bị vô thế tao quýnh được tao quýnh luôn gì đâu mà sợ vô luôn thì giờ mà rồi chua luôn chúng ra đúng thứ duy nhất hai dậu luôn dậu lạc rồi đây kéo trắng hai dậu kìa lạc rồi chứ bia gạt rồi mày quýnh vô luôn mà đâu có quýnh ăn thua thì nước đâu gì đâu rồi tốt 4 nữa vậy luôn đó hả mấy cái lòn trời tới rồi tới thiệt rồi à, uống nước phải tốt gì mà lòn uống nước gì anh kêu đi còn nước uống gì
Trời ơi, trời, hai trái đậu gà uống gan, trời, trái đậu uống gan như luôn trời. Đó, đang khổ đó. Tinh thần nha nhân. Ngọt bằng quá ngon. Cho da người ta không biết đặt phơi phơi dừ nó dừ thôi. Chắc là phơi tuột không thấy được hụt. Yêu. Vô cho bị giặt cái cốc nhẹ mỏng quá. Đồ chua dữ. Không dễ gì dễ không. Cái dầu gà, cái dầu gà sướng sướng. Nghe yeah, ơi, bị mốt của mình nghiệm rồi đến độ cũng nhầm mạnh mạnh chút. Tiếu rồi. Dở gì? Nói dài giờ. Bị bún một băng là phải rồi đó, trúng gom đó. Ba nữa năm hai. Dạ, dạ này có bằng gột của mình mà quýnh chim dạ thiếu thiếu luôn vậy. Động hơi nhẹ hết. Dạ bà. Không á, cho bây giờ bằng nãy á. Nay bà vô nằm giống á, đưa bà không vô ta. Dư không? Cắn ngay góc nhậu nó mới dư đó. Tụt hơi không giống nữa. Đúng rồi, ngay nó mới dư á. Dạ lấy tượng được nào không rồi. Trời đó trúng luôn nè. Đó giờ lấy tượng thòng được nào không trời. Dạ ngon. Rồi khó luôn. Khó gì đến đầu quýnh vô băng chúng mà. Gì. Nó còn dằn cái bi đó. Dạ sát đến đầu đó nè, thả nhẹ đó. Và gì? Gì nói gác đi, quýnh theo nó lại chứ nó mới vui chứ, quýnh theo để gác đi hoài. Ừ. Ừ. Đẹp. Nhà lọt tới lắm anh mày. Quýnh sợ chúng băng dậu hay chúng qua mới ngon. Băng gửi mới ngon. Lầm. Gì cũng ngon hả? Băng gửi qua đẹp hơn ha. Đâu. Tại nó vô hình. Như vậy 6 điểm anh ơi. 6 5 8. Dư. Dạ băng ngang vừa đổ xong luôn. Coi gì? Cho băng ngang dễ chúng mà nhẹ lực. Nói giật mỏng như anh thọ. Không như muốn à, không như muốn à. Chúng tịch dọc gào ý muốn vào. Được thì quýnh cái này cũng được vậy. Ba. Cũng ngon. Về bậy bậy mặt mà cũng ngon. Còn chỗ khó nhất đó. Sơn bóng luôn đi vậy.
Sân mỏng luôn á, thấy lúc đầu nó băng rồi đó, thấy nhích qua là biết sân mỏng rồi. Vì nó sơn dư chúng nữa, tại sơn thịt đỏ luôn á. Ba cái nữa, 55. À tính nhắm sơn nghe đồ chứ đỏ, đỏ chạy qua luôn. Đúng rồi, dây ôm dậu lại liền. Lòn. Tại ông biết mỏng mà quýnh đường nó là lòn. Quýnh nó dễ lòn á. À là nhắm nó sơn ngay đầu luôn cái một vậy đó. Bây giờ cũng ghim trái mà chúng. Hay quá. Ê, chúng gồ chắc anh họ luôn à. Em hai gửi luôn đi. Về nổi không? Chứ cơ này mà anh đứng chừng ba cơ là anh Thỏ qua mặt rồi. Còn anh Thỏ đứng ba cơ mà nói vào gà là em gác tiền. Ừ. Hai tiếp luôn. Một tiếp. Hai với một là ba. Ta là cái đỏ này. Vô chích đạn cũng vậy vậy quận. Rồi móc xuống rồi. Trời ơi đường nào cũng về sườn chứ. Đúng. Tính lực đó về đường nào cũng ngon. Gì ấp phê kỳ trời. Ấp phê chó táp thì tôi đã mất tiêu chứ. Không cái vừa chúng đâu cần phơi xè lẻ lọt cái bia chứ. Bốn nữa. Nếu mà quýnh phơi xè phải nhất định hai. Được chứ quýnh lơ chết liền á. Người ơi mạnh dữ rồi ta. Hay không? Trời ơi chết nó phơi nguyên lại chúng bây giờ. Phơi xẻ chứ bị nhà heo à. Khó chỉnh lắm. Hít vô thở ra. 2, 5, 7. Rác dữ ta nhắn sợ lọt luôn á ta. Xém thiếu luôn rồi. Một. Đá ngàn cái. Nói gì ba băng á. Nói gì ba băng á. Hai lực vừa dữ ngay luôn rồi ngay có học đâu ba chưa ngon không nha ai à, chúng mà không liếm chút lòng trời. Nó thấy chưa? Chưa chơi thấy 136 là thấy đầu chưa gì là xịn chưa không? Trời ơi, trời thiếu tí trời. 4 nó 36. Giật vô rồi, quá sâu. Một. Hai. Cảm
Nói gì mà cứ băng về mà không gom á. Năm. Con bạn trong con nãy tại tôi tủ. Mới nhăn nó muốn chết luôn rồi. Thua là thua, không có thua à. Nghe được coi. Giờ dừng nói rồi. Đâu. Đâu bị mới chạy đúng không? Bị tủ chạy đó nhiêu đấy. Bảy. Bạch mỏi lên rồi đó. Hấp. Hít vô. Rồi không nổ trời đúng không? Đẹp luôn trời không nổ. 8 điểm. Chắc là 19 là còn 4 đó. Dạ còn 8 nữa 74. Không ngon không? Cũng được. Dạ kéo bằng gom hơn thật. Kéo bằng vàng chạy qua đây móc đỏ qua ngon hơn. Cái đường ghét này không ngon rồi. Ý dữ hả? Trời dữ luôn rồi. Chuẩn bị được cái nồi cái lại cái rồi đó mà chờ thua. Em nè. Nằm cool luôn hết vậy anh chưa dễ gì. Sáu. Trời ơi. Nằm thế ngộ chứ. Lớn cả lớn cả lớn hơn. Sao là 80. Cảm thấy mình không gom á đó. Ngon. Hai hai là bốn đó. Dạ. Lọt không? Trời ơi trời, thường tí nó lọt thì lắm tới luôn rồi đó. Năm. Lọt thì chịu luôn chứ. Ôi trời. Chú Thành mà nó đầu với anh Tý về chị không nổi nữa mà ý là gác điểm đầu luôn rồi đó mà cuối cùng là bị qua chiều ai muốn nợ anh Tý vậy dở dưới trời đẹp bằng vàng hay gì à kiếm xiềng đi vòng vòng ở đây hiểu rồi chạy 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 chúng mặt máu mới chết người á. Theo điểm xui nữa hả. Không lẽ cũng hay ghê chạy vô cái vô làm liền cũng chạy.
trăm rưỡi chứ nhiêu, trăm rưỡi à, rồi gỡ được cái ống có trăm rưỡi à. Vét lại được. Trời ơi. Trời ơi. Cái này ăn anh không thấy ngon á. Thầy nãy không là quýnh mình đi ghi điểm không học tụi mình. Thì cũng dưới trên này ăn cũng thấy ngon thiệt. Học. Bảy bảy đứng luôn kìa. Hai. Có bốn điểm mà. Người đâu đụng cái tay là vừa đụng cái tay học cái hai điểm. Mà. Tại sao tôi đang ghi điểm? Đang ghi điểm là cũng như mới vừa thơ ra ba mấy gì đó, 38 vô ghi điểm. Đang đứng điện tự nhiên quay qua là hụt chút mà trời, rồi đủ hụt sao tôi làm cho bốn mấy được. Người kiểu đó là người ăn thấy con lạnh gì đâu. Thì sao không thả thua luôn? Không thả thua luôn. Năm. Sáu. Má sát rồi. Bảy. Đúng rồi, điểm mình được đâu vậy? Thần lên quánh quá trời nó quánh. Không. Mười. Nhưng nhất buông ra nó quýnh mười mấy không trời. Mười một. Đá là mẹ, đá là ép rõ rồi. Cảm giác làm như bị hơi nhẹ không ta? Họ thiếu luôn rồi. Tại hai cái kia nó đâu kè nó kè ra. Trời ơi, lơ 31 kìa. 11 nữa. Nội tôi cũng như này không nổi. Vô hình sẵn luôn hết anh ơi. Mẹ không 20 cũng bỏ. 21 hả? Gần thêm họ làm thì thôi khỏi nói rồi, biết chắn cơn rồi. Chà, khó dữ rồi ta. Bình thường á. Dạ, đi ra tại em thiếu mặt, có ba thiếu mặt, chúng anh cũng chết luôn, chắn vừa vừa luôn. Biết nào học được chiêu này vậy? Chắn cái tàu nó chết đạn không? Trời. Băng vàng không có kéo đỏ không mà. Ê, lấy hình đỏ kéo không? Nó chạy xuống đây. Hình nào cũng ngon, chúng mặt nào cũng ngon. Hút rồi. Hút đâu rồi biết chắn cơ qua bình thường là hút. Mình kéo mới hút thôi đúng không? Băng lơ như này đây nè, đỏ bắt đây nè. Đây ra. Anh đánh đưa qua luôn á chứ. Cái mỏng càng qua chứ. Thua. Một. Tôi là môi dọc dậu
5 6 7 9 là 78 còn 22 bì đang đi suy ngon quýnh đi ủng. Tám hả? Tám. Rồi thì vô thế luôn. Để gán kiếm thêm cái nữa. Trong đó nữa. Nào đặt cái tay. Trận đấu đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nhé.